Video này chỉ mang tính chất giải trí, không hề có ý cổ suý cho mọi hành động xấu hay đi ngược lại với thần phong mỹ tục Việt Nam. Ngày lành tháng tốt cũng đã tới, và bây giờ ta muốn hỏi hai đứa có nguyện bên nhau suốt cuộc đời không? Dạ thưa cha, con sẵn sàng rồi. Con đồng ý lấy Sam làm vợ ạ. Dạ vâng, con cũng đồng ý ạ. Vậy thì ta tuyên bố, từ nay hai con đã trở thành vợ chồng của nhau. Chị gái của em, không ngờ chị gái mình lại có thể tới một ngày hạnh phúc như vậy. Trời ơi, hạnh phúc quá đi. Và cuối cùng thì ngày tôi và Sammy cưới nhau cũng đã tới. Thực sự đây chính là ngày hạnh phúc nhất của cuộc đời tôi. Và hy vọng rằng tôi và Sammy sẽ hạnh phúc bên nhau mãi mãi. Bồ ngộ quá à. Bà đó ơi, trời ơi, tôi nhờ chiên giùm cho tôi có mỗi cái trứng chiên ốp la thôi mà sao lâu quá vậy? Cái gì mà chiên trứng, tôi đang nướng thịt cho hai đứa nhỏ nè, sắp đi học rồi, trễ rồi nè. Ủa ghê luôn à, đợi xíu nha. Ôi, nhờ có chiên mỗi cái trứng thôi mà lâu quá à. Bà ở nhà chỉ có nội trợ thôi chứ có phải đi làm cực khổ giống tôi đâu. Nhờ chiên có cái trứng cũng không xong nữa. Ông mới vậy nói gì hả? Tôi đâu có nói gì đâu. Tôi chỉ khen là đồ ăn hôm nay bà nấu ngon quá thôi. Không có gì hết. Bỏ con dao xuống đi. Ai, tôi nói chuyện với ông nữa đâu. Mệt á. Con ơi, có gì con kêu anh hai xuống ăn cơm nha. Hả? Mệt nữa à? Dạ vâng à, được con xíu. Anh hai ơi xuống kìa. Mẹ gọi kìa anh hai. Thôi, anh hai ơi xuống ăn cơm đi học kìa. Trời, anh hai biết rồi, xuống dưới trước đi, anh hai xuống liền nè. Xuống liền hả? Ai tin, anh hai bị học trẻ, em mắc mẹ cho coi. Biết rồi mà, đi xuống đi. Xuống ăn sáng rồi đi học thôi. Mẹ ơi, anh hai xuống rồi nè. Rồi. Cảm ơn con nha. Dạ. Nhầm, đồ ăn ngon quá. À quên nữa, mà con trai dạo này công việc học hành của con như thế nào rồi? Có được nhiều điểm cao không? Sao thấy con không có đem điểm số gì về cho ba mẹ coi hết vậy? Con học cũng ổn thôi, nhưng mà có một số vấn đề. Ủa, có chuyện gì mà khó nói hả con trai? Cứ nói cho ta nghe xem nào. Dạ thôi, chắc cũng không có gì đâu. Con đi học nha. Ủa con trai, con chưa ăn mà sao con đi học rồi? Con đâu rồi? Chắc con phải đi học sớm đi, không là trễ giờ mất. Cái thằng bé này sao dạ nó lạ vậy ta? Ngon quá. Mẹ ơi, con ăn xong rồi nè. Rồi, ngoan quá. Ăn xong rồi đúng không nè? Dạ vâng ạ. Giờ mình đi học nha. Dạ vâng. Rồi ông ơi, chở mẹ đi học đi. Hả? Trời ơi, cái gì mà chở con bé đi học nữa. Lâu lâu tôi mới có một ngày nghỉ à. Bà để với tôi ở nhà hưởng thụ xíu được không? Tôi còn phải đọc báo nè, rồi tí nữa còn đi đá banh với lại mấy ông bạn nữa. Bây giờ tự nhiên kêu tôi chở con bé đi học rồi trễ giờ tôi với mấy ông bạn rồi sao? Ủa, con bé cũng là con của ông mà, lo mà chở nó đi học đi. Suốt ngày tụ tập bạn bè đi chơi đá banh hồi à. Nè cái bà kia, bà nói gì vậy hả? Tính ra lâu lâu á tôi mới có một ngày nghỉ thôi, chứ đâu phải ngày nào tôi cũng đi chơi với bạn bè đâu. Bà không có hiểu được cái nỗi khổ của cái người đi làm như tôi đâu. Cái gì? Ông đi làm không lẽ tôi ở nhà tôi chơi à? Tôi chăm con, tôi rửa chén, tôi nấu ăn cho mấy người ăn đó. Nói gì đó kỳ cục vậy? Lương thì 3 cặp 3 đồng mà đòi lên giọng với tôi hả? Nè cái bà kia bà nói gì hả? Tính ra lương của tôi dù có ít hay nhiều gì thì tôi cũng đưa hết cho bà mà, chứ tôi có giữ đồng nào đâu mà bây giờ bà nói vậy. Tôi mệt quá, tôi không nói chuyện với bà ở đâu. Bực bội à. Không đi được phải đi luôn đi. Cái gì? Bà nói vậy? Được, vậy tôi đi luôn cho bà coi nè. Tôi bỏ nhà tôi đi luôn. Cái đồ khó à. Nè à. Cái ông kia, thôi con gái, để mẹ chờ con đi học nha. Nhưng mà ba mẹ tại sao cãi nhau vậy? Còn ba đi ra khỏi nhà nữa là sao vậy? Chắc là ba nói đùa thôi. Tí ba về mà. Thì vậy nha, đừng khóc nghe con. Mày nói thật đúng không? Ba sẽ đi về đúng không? Hả? Đúng rồi. Thôi bây giờ mày chở con đi học nha. Dạ vâng ạ. Trời ơi, bực bội quá. Cái bà này á, suốt ngày ở nhà làm nội trợ thôi chứ có phải làm cái gì cực nhọc đâu. Mình cũng nói mình nữa, tôi đi làm nguyên một ngày trời mệt mỏi, về nhà còn câu nhau. Ôi, biết vậy á, ngày xưa á, tôi lấy vợ khác ra rồi. Tôi không hiểu sao mà ngày xưa tôi lại yêu bà, tôi lại cưới bà làm gì nữa. Rồi giờ về á mới hiểu được cái con người thật của bà ích kỷ như vậy. Ôi trời ơi. Ê ông trời ơi, con ước gì á thời gian thay đổi cho con trẻ lại đi, để con lấy vợ khác, con không có yêu cái bà Sammy này nữa đâu. Ông trời ơi. Ủa cái gì vậy? Sao tự nhiên trời mưa vậy? Ê xui xẻo ghê luôn á, đang tính đi đá banh vậy bây giờ còn trời mưa nữa. Cái ngày gì mà xui xẻo dữ vậy trời. Ê bực bội. Ê cái gì vậy? Cái gì vậy? Ôi trời, cái chuyện gì mới vừa xảy ra vậy? Trời ơi, trời mưa nguy hiểm quá. Thôi đi về nhà thôi. Ôi, về nhà thôi chứ giờ trời mưa nguy hiểm quá. Đóng cửa lại nè, đi vô nhà. Ôi trời ơi, trời lạnh quá, phải lấy cái bánh ăn cho đỡ lạnh mới được. Lấy cái bánh. Ngon quá. Ôi, đồ phơi ngoài ướt mất tiêu rồi. Ủa, con trai, ngon quá. Sao ngồi đang bánh vậy? Hả? Mẹ nhớ là con đi học rồi mà. Ủa cái bà kia bà nói gì vậy? Tôi là chồng của bà nè chứ con trai gì. Bộ dạo này nhìn tôi trẻ lắm hay sao mà nhầm tôi với con trai luôn vậy? Có phải là dạo gần đây thấy tôi trẻ quá cho nên là tưởng nhầm tôi với con trai luôn đúng không? Ổn hả nè. Cái gì vậy? Con là nói mẹ mẹ. Nè cái bà kia bà nói gì vậy? Tôi là chồng của bà chứ mẹ con gì ở đây? Bà nói gì vậy? Cái thằng nhóc này bữa đây láo dữ ha, kêu mày bằng tuổi cho con. Rồi thằng này bữa nay quá trời quá đất rồi, đứng im để mày lấy cái roi mày xử cho. Ủa gì vậy? Ôi cái bà kia giờ bà còn dám đánh chồng bà luôn hả? Cái bà kia. Ủa cái gì vậy trời? Gì mà tự nhiên kêu mình hỗn hào cái gì nữa? Ủa chuyện gì xảy ra vậy? Ôi trời ơi cái bà này, bộ hôm nay nhìn mình trẻ lắm hay sao? Bà nhầm mình với lại thằng con trai luôn vậy. Từ để mình xuống dưới mình xoay gương nữa coi. Trời ơi, bộ hôm nay nhìn mặt mình lạ lắm hay gì mà bà tức giận vậy ta? Cái gương rồi, đây. À cái gương đây. Soi coi. Trời ơi, cái chuyện gì đang xảy ra vậy? Ủa sao tôi nhớ là tôi nay cũng 60 tuổi rồi mà sao mà nhìn cái mặt tôi còn trẻ măng vậy? Ủa chuyện gì đang xảy ra vậy trời? Đừng có nói là mình đã trẻ lại rồi nha. Ủa trời ơi thằng con trời đánh đâu rồi? Trời ơi mẹ sẽ phạt con 10 rồi. Cái tôi hỗn láo. Bà nói ơi, tôi nè, tôi là Phong Cận chồng bà nè. Trời ơi tôi không hiểu sao mà tự nhiên tôi biến hành như thế này nữa bà ơi. Là tôi nè, bà nhận ra tôi không? Trời ơi cái thằng nhóc này còn nói gì đó, nói tào lao vậy. Trời ơi trời, kiểu này là bị đánh đòn hái chụp đòn. Đứng lại cho mẹ. Ôi trời ơi bà nói ơi, bà nói ơi, trời là tôi nè. Tính ra cũng tao trường còn 15 phút rồi. Sao ba mẹ vẫn chưa tới đón mình ta? Lần nào cũng tới đón mình trễ hết trơn á. Ngồi đợi ở đây hoài. Chả cũng chết à. Trời ơi chuyện gì đang xảy ra vậy? Sao tự nhiên mà mình trẻ lại thành 20 tuổi luôn vậy trời? Rốt cuộc bây giờ mình phải làm sao đây? Chuyện gì đang xảy ra vậy? Ủa? Bên kia có phải là con gái của mình không ta? Ủa sao tan trường rồi mà giờ nó vẫn còn đứng ở đó? Ai, chắc là bà Sammy là quên đón nó đây nè. Ai, thiệt luôn á, làm mẹ kiểu gì mà kỳ cục vậy trời. Để mình vô coi nó như thế nào. Ai, cái con bé này thiệt luôn á. Mà khoan, từ từ, quên mất mình bây giờ đã trẻ lại rồi. Không biết là con bé nó còn nhận ra mình hay không. Bây giờ mình mà lại gần á, nhiều khi nó nhìn thấy mình nó còn sợ á, tưởng người lạ nữa cơ. Bây giờ sao đây ta? Thôi bây giờ mình cứ núp vô đi, để coi tí nữa mẹ nó tới đón nó đi, rồi mình yên tâm mình mới đi được. Ok thôi, để núp vô. Ai, ba mẹ lâu quá à. Ủa em học sinh, em chưa về hả? Dạ em chào cô giáo ạ. Dạ thưa cô, là hiện tại em vẫn đang đợi ba mẹ, nhưng mà ba mẹ vẫn chưa tới đón em ạ. Trời ơi, sao ba mẹ em vô trách nhiệm quá vậy? Để em đứng ở đây một mình nguy hiểm lắm đó. Trời ơi. À dạ không có, như con nghĩ đâu ạ. Hiện tại ba mẹ em bận nên hơi đi trễ xíu thôi. Dạ không sao đâu ạ. Trời ơi, em đúng là một đứa trẻ ngoan và hiểu chuyện. Thôi được rồi, cô sẽ đứng ở đây chờ ba mẹ em với em nhá. Dạ vâng ạ. Trời ơi, cảm động quá bạn ơi. Con gái của tôi nó hiểu cho tôi. Nó biết là tôi bận việc nhiều cho nên là tôi không có ra đón nó sớm được, cho nên là nó đứng ở đây để tôi. Sao mà con gái tôi dễ thương quá vậy trời. Vậy mà đó vợ tôi không có quan tâm đến nó. Thôi được rồi, bây giờ mình phải đến mình đón con gái của mình thôi, chứ cứ đợi cái bà Sammy này á tới á, không biết đến khi nào luôn á. Là mẹ kiểu gì mà kiểu này là không được rồi. Trời đây này, bây giờ á, mình phải đội cái nón này vô. Rồi mình sẽ phải hóa trang các bạn ơi. Tại vì bây giờ mình mà ra, con bé nó mà nhìn thấy mình á, nó lại tưởng anh hai của nó nữa. Tại vì anh hai của nó với lại mình là cha con mà, cho nên là giống y nhau à. Mà bây giờ mình mà xuất hiện sẽ nghi ngờ, cho nên thôi đội cái mũ này vô để hóa trang. Xin chào cô giáo, xin chào bé con nha. Chú là ai vậy? Chào con, chú tên là Phương Cận, chú Phương Cận. Chú là bạn của ba con á, ba con là Phong Cận đúng không? Còn chú là chú Phương Cận nè. Đúng rồi. Ủa, chú là bạn của ba con sao? Đúng rồi, chú là bạn của ba con. Hôm nay á ba của con á bận việc cho nên là không có đến đón con được. Bởi vậy cho nên là chú mới tới đón con giùm ba con nè. Dạ cảm ơn cô giáo nhiều nha. Dạ tôi dẫn bé đi. Hả? Anh có phải là hàng xóm của cô bé thật không nhở? Tại sao lúc nãy cô bé lại không nhận ra anh? Hả? Trời ơi, tôi á là bạn của ba con bé này đó, mà tôi á lâu lâu tôi mới tới chơi lần, cho nên là con bé này nó không nhận ra tôi là đúng rồi. Tại vì á là tôi là bạn của ba nó mà, chứ phải bạn ở đâu mà nó nhận ra tôi đúng không? Nhưng mà cô yên tâm đi, tôi á là người tốt, tôi không phải là mấy kẻ bắt cóc hay gì đâu. Tôi biết là cô đang nghi ngờ tôi, tưởng tôi kẻ bắt cóc đúng không? Mà không phải không, con gái con nhìn lại xem đây có phải là người quen của con thật hay không? Để con xem nữa coi. Nè, nhìn mặt chú đi, trời, nhìn mặt chú đi. Giống ba con thiệt á. Đúng rồi. Wow. Mà khoan từ, chắc là con nghĩ là phải á. Bây giờ mình mà nói bạn á thì bà cô giáo này sẽ không cho dẫn bé đi đâu. Nhưng mà mình là ba ruột của con bé này mà, giờ mình phải nói sao đây ta? Con gái, chú này á là anh em ruột của ba con. Chú là Phương Cận, là anh, đúng rồi, là em trai ruột của ba con. Chú là em trai của ba con, hiểu không? Không nhận, nhìn chú cũng giống thiệt. Đúng rồi, con nghĩ chắc đây là anh em họ của ba con rồi á. Đúng rồi, anh em ruột con ơi. Anh em ruột. Thôi được rồi, nếu mà con đã nói vậy thì con đi theo chú về nhà nha. Con về nhà cẩn thận nha. Dạ vâng, con chào cô giáo ạ. Cảm ơn cô giáo nhiều nha. Trời, cháu nó hôm nay đứng ngoài đây nguy hiểm mà may mà có cô giáo, không thôi là nó bị bắt cóc hay gì á, là tôi không biết nói chuyện với anh tôi sao luôn á. Mà tôi để ý để anh á nhớ nhắc bố mẹ của cô bé là sau đón sớm đấy nha, chứ để đón muộn như thế này á là làm sao được. May hôm nay còn có tôi, chứ nếu hôm khác không có ai thì sao đó hả? Rồi tôi biết rồi, xin lỗi cô giáo rất nhiều, xin lỗi cô giáo. Thôi được rồi, con gái, bây giờ chú dẫn con về nhà với ba mẹ nha. Dạ vâng ạ. Tạm biệt cô giáo, cảm ơn cô giáo nhiều. Rồi đi rồi, hai người đi cẩn thận. Đi. Cảm ơn cô giáo, Trời, cô giáo xinh quá ta. Thôi được rồi, con gái, bây giờ chú sẽ dẫn con về nhà với ba mẹ nè. Đi thôi. Rồi đi về nào con gái ơi, đi về nào. Ủa con gái, sao con lại ngồi đó? Hay chú cháu mình đi về nhà thôi, không thôi ba mẹ lo đó. Con không chịu về nhà đâu. Ủa sao con lại không chịu về nhà vậy? Khoan tự, con khóc quá hả? Ba mẹ đâu quan tâm tới con đâu, sao con phải về chứ? Con không có về đâu. Trời ơi, con gái. Mỗi lần mà con đi học á, lúc nào con đúng trước cổng trường á, ba mẹ mấy bạn tới đón mấy bạn quá trời. Lúc nào cũng hỏi con hôm nay đi học vui không, con hôm nay được mấy điểm. Nhìn mấy bạn ấy vui quá trời. Còn con lúc nào cũng đứng đợi hết người này người nọ về, mà ba mẹ không thèm tới đón con nữa thì ba mẹ ghét con chứ sao nữa. Nè con gái à, để chú Phương Cận nói cho con nghe nè. Thật ra ba Phong Cận của con á thương con lắm, chứ không có phải là ghét con hay gì đâu. Tại vì ba con bận mà, cho nên mới không đón con được thôi. Chú nói thật không? Chú nói thiệt. Trời ơi, ba của con á là thương con nhất trên đời này luôn á. Mẹ của con cũng vậy mà, chẳng qua là ba mẹ bận quá, hiểu không? Dạ vâng, con hiểu rồi. Giờ con bé nó khóc bây giờ sao ta? Bộ từ trước đến giờ á mình không quan tâm con bé thiệt hả trời? Ai, mình suốt ngày đi làm. Ai, thôi được rồi. Con gái, bây giờ chú nói con nghe này nha. Bây giờ thôi mình khỏi về nhà nữa đi. Mình khỏi về nhà nữa. Bây giờ á, chú sẽ dẫn con đi cắm trại nè, đi chơi công viên nè. Đó, vui ơi là vui luôn, được không? Rồi sau đó mình về nhà sau, được không? Là chú dẫn con đi chơi công viên hả? Đúng rồi, thiệt. Thôi được rồi, vậy bây giờ chú cháu mình đi chơi công viên ha. Dạ vâng. Rồi, được rồi, đi thôi nào, let's go. Hey, ơi trời ơi, may quá hôm nay mình đến đón con bé. Hôm thôi con bé đứng ở trước cổng trường, không biết khi nào nó mới về nhà được luôn á. Cái bà Sammy này, thiệt, không chịu ra đón con bé gì hết trơn. À mà quên nữa, có cái điều này á là mình phải dặn những cái bạn nhỏ đang xem video này nha. Đó chính là bởi vì mình chính là ba ba của em bé này, cho nên mình mới đến mình đón. Cho nên là mấy bạn nhớ là không có được đi theo người lạ nghe chưa. Dù là người lạ có bảo là người thân hay là gì đó, cũng phải gọi điện thoại cho ba mẹ, hỏi cho chắc chắn rồi mới đi về, chứ không có được đi theo người lạ nha các bạn nhớ nha. Thôi được rồi, bây giờ chú cháu mình đi chơi công viên thôi con ha. Rồi đi thôi. Rồi con gái ơi, hôm nay hai chú cháu mình sẽ cùng nhau đi dã ngoại nè, cắm trại nè, rồi một tí nữa chú sẽ dẫn con vô công viên nè, rồi khu vui chơi mình đi chơi ha. Vui vậy? Dạ vâng ạ. Ok được rồi, bây giờ trước tiên á là mình phải ăn no bụng đã thì mình mới đi chơi được. Đây chú có cái dĩa kem nè, đó đây là kem dâu nè, kem sô cô la với lại kem xoài đó, bảo đảm con thích luôn á, con ăn đi. Trời ơi nhìn ngon à, con ăn cái nha chú. Ăn đi. Ngon quá à. Dạ con cảm ơn chú nhiều. Hey, nhìn con bé nó ăn ngon mình cũng thấy vui. Đúng rồi chú ơi, chú tới đây con có cái này chú xem, này vui lắm. Hả? Có gì cho chú xem? Đâu cái gì ạ? Nhìn nè. Hả? Chú bánh kem vô mặt chú nè. Ai trời ơi, con bé này sao tự nhiên lại chét bánh kem vô mặt chú vậy? Trời ơi cái con bé này. Đứng lại đó. Nè đứng lại cho chú. Đứng lại. À dạ chét bánh kem chú hả? Đâu chú bắt được không? Cái con bé này nghịch ngợm quá vậy. Đứng lại coi. Ôi trời ơi cái bếp ga này dùng sao ta? Rồi còn cái chai nước mắm ở đâu rồi? Trời ơi sao bà để chai nước mắm ở đâu vậy trời? Chú ơi ăn cỏ chưa lâu quá Rồi con gái để chú xíu. Chú đang tìm chai nước mắm để chú chiên cơm cho nè. Để xíu nha. Trời ơi giờ nước mắm đâu chiên giờ trời? Đâu rồi ta? Chú ơi xong chưa, giờ con đói meo luôn nè, bụng con sắp bể rồi. Rồi để chú xíu, giờ chú bắt đầu chú chiên cơm nè, rồi để xíu nha. Cái bếp ga này dùng sao ta? Cái bếp ga dùng sao ta? Ê trời ơi cái bếp ga này dùng sao trời? Bình thường mình thấy bà Sam bà hay bật cái nút ở dưới này nè. Rồi ok, sau đó bấm vô cái nút này nè, rồi sau đó là cái nút này. Cái bếp ga này dùng sao ta? Trời ơi khó chịu quá, bấm vô đây. Ôi trời ơi cái bếp ga cháy lửa. Trời ơi nóng quá, coi ông cứu tôi với, cháy nhà rồi quá. Con gái ăn cơm đi con gái, cơm chiên chú mới chiên á. Con cảm ơn chú nhiều. Đầu á. Ngon quá. Ủa mà khoan, sao chú đang tôi rồi vậy? Chú không sao đâu con, chú chỉ hơi bị phỏng nhẹ xíu thôi chứ không sao đâu, con cứ ăn đi. Trời ơi, nhìn chú tượng nhiều quá. Đây. Chú ăn miếng này cũng múc rồi nè. Rồi ok cảm ơn con. Ngon rồi con ăn đi nha. Trời. Chắc là tí nữa chú phải đi bôi thuốc rồi chứ phỏng đâu quá. Dạ vâng ạ. Cuối cùng con bé nó cũng chịu ngủ rồi. Mệt quá. Đúng thiệt là bình thường tôi toàn đi làm không à, không có ở nhà chơi chung với hai đứa nhỏ, cho nên bây giờ mới biết là trông con là mệt đến như thế này. Nhưng mà nó ngủ dễ thương ghê luôn á, y hệt như Sammy lúc còn trẻ. Chắc là từ nay mình sẽ cố gắng quan tâm con bé nhiều hơn. Từ đó đến giờ mình chỉ biết lo đến công việc thôi, chẳng bao giờ mình nghĩ đến cảm xúc của con cái của mình. Bây giờ mới biết là con bé nó buồn mình đến như thế nào. Nó nghĩ rằng là mình không quan tâm đến nó. Thôi, từ nay mình sẽ quan tâm đến nó nhiều hơn. Ngủ ngon nha con gái. Thôi, chắc là bây giờ đi xuống dưới nhà để cho con bé nó ngủ. Đi thôi, mệt quá. Mà khoan đã. Hình như là có tiếng chuông điện thoại. Ai gọi mình giờ này vậy trời? Alo, ai vậy? Ai gọi tôi vậy? Alo. Ba ơi, cứu. Hả? Cứu con. Không xong rồi. Con trai. Đây là tiếng của con trai mình mà. Con trai, con có sao vậy? Con trai. Hello team.